Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Hôm nay KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để rút BNB từ sàn Binance về cái ví chớt. Quý vị ai chưa có ví chớt hoặc tài khoản sàn Binance, quý vị hãy đăng ký theo đường link mà KTV để bên dưới video này để nhận được khuyến mại và hỗ trợ. Còn đây là cái ví chớt mà KTV đã đăng nhập. Quý vị để ý cái biểu tượng phía bên trên góc tay phải, quý vị hãy bấm vào đây. Quý vị để ý này, BNB này là cái BNB BEP 2, còn cái smart chain BNB đây là BEP 20, thì quý vị bật nó lên đây. Đây chưa bật này, quý vị bấm vào màu xanh để bật nó lên. Ok rồi, đây quý vị bấm vào smart chain BNB đây này, quý vị chọn nhận. Bây giờ quý vị hãy sao chép cái địa chỉ này, quý vị sang cái sàn Binance đó, quý vị vào cái ví này. Quý vị lưu ý là quý vị đã có Binance ở đây rồi nha. Đó, đây KTV đang có 0.272 Binance đây này, quý vị hãy bấm vào đây này. Quý vị chọn là root này, root đây, quý vị chọn là cái ô đầu tiên. Quý vị hãy dán cái địa chỉ mà quý vị vừa sao chép bên ví chớt vào đây, ở cái mạng lưới là ô thứ hai này, quý vị chọn cái mạng lưới là F20 BXC nhá. Đó, F20 này, và quý vị nhập cái số lượng ở đây, KTV sẽ chọn tối đa. Đó, quý vị hãy kiểm tra lại cái địa chỉ ví cho chính xác xem nào. Ok, khi đã kiểm tra chính xác rồi thì quý vị bấm vào rút. Đây, quý vị chọn cái mạng lưới này. Đây, đó. Phí ở đây sẽ là 0.02 BNP. Đó. Quý vị bấm vào rút này. Rút. Xác nhận này. Quý vị xác nhận bằng di động và email này. Quý vị hãy mở email lên để lấy mã số xác nhận. Email. Bốn bốn không một bốn sáu. Ok, quý vị bấm vào gửi này. Đó. Ok, đã gửi yêu cầu rút tiền thì quý vị có thể chờ từ 1-2 phút. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.